Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức. Nhắc đến Mộng Vân là nhắc đến nhan sắc hấp dẫn một thời và tài năng diễn xuất ấn tượng, cùng thời với những tên tuổi chói sáng như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà. Thế nhưng khi cô đang ở trên đỉnh cao danh vọng thì cuộc đời bất ngờ rẽ ngang vì những oan trái từ trên trời rơi xuống. Ở tuổi 51, cuộc sống của cô sau khi ly hôn ông xã người Hồng Kông khiến ai nấy phải tò mò. Xin mời quý vị và các bạn cùng kênh tin tức tìm hiểu một số những hình ảnh của Mộng Vân, một trong những mỹ nhân của làng giải trí Việt những thập niên 90. Minh tinh dòng phim Mì Ăn Liền. Nhắc lại thời phim Mì Ăn Liền những năm 1990, nhiều người vẫn còn tiếc nuối không thôi. Tuy các phim thời đó một màu nhưng các nghệ sĩ được sống trong không khí điện ảnh sôi động. Có người xem, có doanh thu, lãi suất, còn diễn viên được săn đón như những ngôi sao đích thực. Và Mộng Vân cũng là một trong số những tên tuổi lớn từng được tung hô nhiệt liệt thời bấy giờ. Mộng Vân sinh năm 1969 trong một gia đình gốc Huế. Chị lớn lên và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 20 tuổi, Mộng Vân tham gia và lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong năm 1989, tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày nay. Nhờ vẻ đẹp rạng ngời, Mộng Vân trở thành người mẫu quen thuộc của ảnh lịch, tạp chí ngày ấy. Cùng với những người đẹp cùng thời, Mộng Vân từng được các nhà làm phim ưu ái mời vai, được báo chí săn đón, khán giả tung hô và tạo nên doanh thu cho từng bộ phim, không thua kém các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà. Mộng Vân cũng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng tài năng diễn xuất thiên bẩm. Khi đang là sinh viên của trường điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, năm thứ nhất, Mộng Vân nhận được lời mời đóng phim. Chị được biên tập viên truyền hình Phan Vũ phát hiện khi xem ảnh lịch. Vì quá ấn tượng, Phan Vũ đã lặn lội tìm đến tận trường Mộng Vân theo học và mời chị đến thử vai cho bộ phim Tình Khúc 68, tên khác là Tình Khúc Thiên Thần. Với tâm trạng thấp thỏm, vui mừng lẫn lộn, chị đến thử vai tại hãng phim Nguyễn Đình Chiểu. Trước thành phần làm phim chính là đạo diễn Lê Mộng Hoàng, biên kịch Hoàng Hà và biên tập Phan Vũ, Mộng Vân thử vai với sự rụt rè và thiếu tự tin. Sau cùng, chị đã hoàn thành với cảm xúc chân thật, trọn vẹn với nhân vật dưới sự giúp đỡ của các bậc tiền bối. Đoàn làm phim tin tưởng giao vai nữ chính cho Mộng Vân và chị đã lột tả thành công tính cách nhân vật Đài Trang. Vai diễn này cũng là bước đệm đầu tiên đưa chị trở thành ngôi sao thời phim Mì Ăn Liền. Sau khi tham gia tác phẩm Tình Khúc 68, Mộng Vân tiếp tục góp mặt trong loạt phim đình đám cổ trang Thăng Long Đệ Nhất Kiếm, Lửa Cháy Thành Đại La, Tây Sơn Hiệp Khách. Đây là những phim ăn khách nhờ hơi hướng của dòng phim võ thuật Hồng Kông đang thịnh hành thời bấy giờ và không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Mộng Vân khi góp một phần sức mình vào phim. Ngoài ra, Mộng Vân còn là nhân tố tạo nên thành công của các phim như Đằng Sau Một Số Phận, Bông Hồng Đẫm Lệ, Nước Mắt Học Trò, Tráng Sĩ Bồ Đề, Cuộc Tình Hai Mặt, Cái Chết Của Nhà Tỷ Phú. Danh tiếng mất trắng sau scandal bị bắt tại vũ trường. Năm 1992, khi nhan sắc và tên tuổi đang ở độ rực rỡ nhất, Mộng Vân dính vào vụ tai tiếng. Cô bị bắt vào trại tạm giam chờ xét xử, bị dư luận cáo buộc ăn chơi thác loạn liên quan tới vụ án vũ trường Century nổi tiếng. Từ một minh tinh triệu người quen mặt, giờ chị rơi xuống vực sâu, mất trắng cả danh tiếng và còn bị hiểu lầm về nhân cách. Trong những ngày oan ức đó, có ca sĩ Hồng Hạnh, vợ chồng diễn viên Diễm My luôn bên cạnh an ủi và động viên chị. Mặc dù được tòa xử trắng án nhưng đó lại là vết thương khó lành lại trong lòng nữ diễn viên gốc Huế này. Sau khoảng thời gian đó, Mộng Vân từ bỏ nghiệp diễn, người ta không còn thấy cô xuất hiện trên phim và ảnh bìa lịch nữa. Khán giả tiếc nuối khi vắng đi một minh tinh màn ảnh vừa xinh đẹp lại tài năng. Chị rời xa điện ảnh không một lời từ biệt chính thức nhưng ai cũng có thể hiểu Mộng Vân có lẽ đã rời xa màn bạc vĩnh viễn khi đang đứng trên đỉnh vinh quang. Trước đó, nữ diễn viên từng nói những lời tâm sự khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Tôi quá may mắn trong nghiệp diễn, tôi không phải cố gắng làm điều gì cả. Điện ảnh đã cho tôi một hành trình dễ ngay từ đầu, chứ không chảy ra chốc vẩy như người khác. Có lẽ vì thế nó cũng nhanh đi. Khi rút lui vào hậu trường, Mộng Vân lập gia đình với một người đàn ông Hồng Kông hơn cô 17 tuổi và lần lượt đón chào ba đứa con xinh xắn, hai trai một gái. Những tưởng sự bận bịu với việc chăm sóc chồng con đã lấy hết thời gian của Mộng Vân và con đường điện ảnh mãi mãi khép lại. Nhưng thật bất ngờ, vào năm 2009, tài nữ một thời của màn ảnh Việt tái xuất giang hồ với phim Tây Sơn Hào Kiệt của đạo diễn nhân dân Lý Huỳnh. Chị quay trở lại trong sự bất ngờ và vui mừng của người hâm mộ. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, Mộng Vân lại một lần nữa lui về ở ẩn. Năm 2017, Mộng Vân bất ngờ tiết lộ chị đã ly hôn và về Việt Nam sống hẳn.
ở tuổi 51, Mộng Vân khiến nhiều người suýt xa khi giữ được nhan sắc xinh đẹp mặn mà. Dù gương mặt đã để lộ vài dấu chân chim, nhưng nữ diễn viên vẫn rất nổi bật bởi làn da trắng mịn không tí vết và thần thái kiêu sa. Theo nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên mạnh mẽ và bản lĩnh vượt qua. Một mình Mộng Vân nuôi ba con khôn lớn, trưởng thành, đó là niềm tự hào lớn nhất của Vân. Được biết, hiện tại chị đang tập trung kinh doanh về lĩnh vực bất động sản và thi thoảng cùng bạn bè tham gia sự kiện. Trên trang cá nhân, mỹ nhân thập niên 90 vẫn thường xuyên khoe ảnh gặp gỡ các đồng nghiệp thân thiết như Diễm Hương, Quyền Linh, Đoàn Minh Tuấn, Ngọc Hiệp. Với cô, cuộc sống bình yên và nhìn các con trưởng thành là mãn nguyện và hạnh phúc nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin mới nhất của kênh YouTube. Đừng quên nhấn subscribe để đăng ký và ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh.